Diễm Quỳnh xin mến chào quý vị khán thính giả đang đến với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Chúc quý vị có một ngày gặp thật nhiều may mắn và niềm vui nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào trong bản tin để cập nhật xem ngày hôm nay thì có những tin tức nóng nào, những sự kiện nổi bật nào diễn ra ở trong nước và quốc tế trong vòng 24 giờ qua. Nào xin mời quý vị. Hồ Bắc xuất hiện vòi rồng, Tứ Xuyên bị ngập lụt nghiêm trọng. Thành phố Nghi Môn, tỉnh Hồ Bắc đã bị vòi rồng tấn công, một lượng lớn đồ vật bị cuốn lên không trung, khiến dân chúng vô cùng sợ hãi. Cùng ngày, huyện Miện Ninh, Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên cũng hứng chịu trận mưa lớn như thác đổ, khiến một số khu vực bị tàn phá nghiêm trọng. Truyền thông Đại Lục đưa tin vào lúc 7 giờ tối theo giờ địa phương, trên đoạn đường gần thôn Song Tuyền, thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc xuất hiện vòi rồng. Hàng chục cây to ven đường bị bật gốc, tại một số trang trại các công trình nhà ở bị phá hủy, xe cộ cũng bị hư hại, tạm thời chưa có báo cáo về số người thương vong. Từ video được chia sẻ trên mạng cho thấy, từ xa bầu trời đột nhiên trở nên âm u, sau đó vòi rồng xuất hiện, tốc độ di chuyển của cơn lốc vô cùng nhanh, sau đó một lượng lớn các đồ vật bị cuốn lên không trung, hệ thống dây điện hai bên đường do bị gió lớn thổi mạnh mà bị chập điện tóe lên. Gió lớn cũng thổi đổ cả lều lán, cây cối, biển chỉ đường. Ngoài ra còn một số xe cộ cũng bị hư hại nghiêm trọng. Tờ Hồng Kông Economic Times đưa tin, thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc lại có mưa lớn. Lượng mưa lớn nhất ở huyện Viễn An, thành phố Nghi Xương đạt 203,1mm. Cơn mưa lớn đã gây ra ngập lụt nghiêm trọng ở khu vực thành phố Nghi Xương. Một số khu vực mực nước ngập lên đến 50cm. Tại ngã tư đại lộ Đông Thành và đường Tiểu Nha, một số xe cộ bị chìm trong nước sâu khiến người trong xe không thể mở cửa thoát ra ngoài. Cuối cùng, cảnh sát giao thông phải phá cửa mới có thể giải cứu được người đang bị mắc kẹt bên trong. Trên đường cao tốc dẫn đến đập Tam Hiệp có nhiều đoạn bị ngập lụt và sạt lở đất. Các đoạn nguy hiểm đã được đánh dấu bằng cột báo hiệu giao thông cấm tới gần. Cùng ngày, tại huyện Miện Ninh, Châu Tự Trị, Lương Sơn, dân tộc Di, tỉnh Tứ Xuyên cũng phải hứng chịu những trận mưa rất lớn. Nhiều khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng, nhà cửa bị ngập sâu, cầu đường bị hư hại và các nông trại quy mô lớn cũng bị ảnh hưởng. Thị trấn Di Hải đã sơ tán hơn 4.100 người, phố Cao Dương cũng sơ tán hơn 3.400 người. Tờ Apple Daily của Hồng Kông đưa tin, đến 4 giờ chiều ngày 8, mưa lớn nghiêm trọng đã khiến 12 người thiệt mạng và 10 người mất tích, trong đó 10 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt xảy ra ở thị trấn Di Hải. Hệ thống cống thoát nước cũng bị tổn hại. Hai chiếc xe đi qua quốc lộ 248 bên dưới lối ra của đường cao tốc Miện Ninh bị lật khiến hai người chết và ba người mất tích. Cùng ngày hôm đó, thành đô Tứ Xuyên cũng đưa ra cảnh báo xanh về mưa bão. Khu thắng cảnh phía sau núi Thanh Thành, khu thắng cảnh Thiên Thai Sơn ở Cung Lai tạm thời đóng cửa, khu thắng cảnh phiêu lưu ở Hồng Khẩu, đô Giang Yển đã phải tạm dừng hạng mục phiêu lưu. Theo tin tức tổng hợp từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc, mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc gần đây đã trở thành thảm họa. Tính đến ngày hôm nay, tổng cộng 28 tỉnh, khu tự trị và thành phố đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, gây hại cho 13,74 triệu dân, 81 người chết và mất tích. Ngoài ra, hơn 744.000 người phải tái định cư khẩn cấp, hơn 10.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 27,8 tỷ nhân dân tệ. Vào lúc 10 giờ ngày hôm qua, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo vàng về mưa bão. Từ 14 giờ ngày hôm qua đến 14 giờ ngày hôm nay, phía Đông Trùng Khánh, Đông Bắc Quý Châu, Tây Bắc Hồ Nam, Hồ Bắc, miền Trung Nam Bộ Hà Nam, miền Bắc Trung Bộ An Huy, Trung Nam Bộ Giang Tô, Thượng Hải và nhiều nơi khác đều có mưa lớn. Trong đó, miền Đông Nam Hà Nam, miền Trung và Tây Nam Hồ Bắc, Tây Bắc An Huy và một số khu vực có mưa rất to, 250-280mm kèm dông bão và lốc xoáy. Vào lúc 8 giờ sáng, Đài quan sát khí tượng Trung ương lại tiếp tục đưa ra cảnh báo vàng. 13 con sông ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Quảng Tây đã xảy ra lũ trên mức báo động. Trong đó, sông Cổ Lận và sông Tiểu Kim ở Tứ Xuyên, Hồ Lưu Tử xảy ra lũ ngoài tầm kiểm soát. 7 trạm ở mạng lưới các con sông bao quanh Hồ Thái Hồ cũng có mực nước vượt mức báo động. Dự báo sẽ có mưa lớn ở phía Đông Bắc Quý Châu, phía Bắc Hồ Nam, phía Đông Hồ Bắc, Đông Nam, Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải.
trong đó ở các vùng phía Đông An Huy và miền Trung Nam Giang Tô có mưa lớn 100-200mm. Các khu vực trên có lúc xuất hiện mưa nặng hạt, lượng mưa cao nhất lên đến 30-50mm một giờ, nhiều nơi vượt quá 70mm một giờ, có nơi kèm theo dông bão và lốc xoáy lớn. Theo dự báo của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, trong vòng 3 ngày, các vùng thuộc miền Nam Trung Quốc như Hoàng Hải, Giang Hoài, Giang Nam, Tây Nam vẫn có mưa to, thậm chí rất to, mực nước trên nhiều sông như sông Trường Giang, Hoài Hà, Thái Hồ, Châu Giang đang tràn bờ. Tại thượng lưu sông Thái Hồ, Hoài Hồ và một số khu vực khác có thể xảy ra lũ lụt trên mức báo động. Ngoài ra mưa lớn cũng là một số sông vừa và nhỏ xảy ra lũ lớn. Mỹ thành lập nhóm tác chiến mặt nước ở Biển Đông để làm gì? Mỹ mới đây đã công khai chiến thuật lạ ở Biển Đông khi thành lập nhóm tác chiến mặt nước ở vùng biển này. Hải quân Mỹ gần đây đã thực hiện một hành động mới ở Biển Đông. Tin tức mới nhất cho hay, một tàu tác chiến ven biển và một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã lần đầu tiên thành lập nhóm tác chiến mặt nước ở Biển Đông. Trang web chính thức của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ hôm 28 tháng 7 thông báo tàu tác chiến ven biển USS Tunsa và tàu khu trục tên lửa USS Kit đã cùng hai đơn vị cơ động giả phá vật liệu nổ số 5 của Bộ Tư lệnh Hạm đội thành lập nhóm hành động mặt nước và triển khai hoạt động ở Biển Đông. Theo tuyên bố của Hạm đội Thái Bình Dương, việc thành lập SRG đánh dấu việc tàu khu trục và tàu tác chiến ven biển của Hải quân Mỹ lần đầu tiên hình thành nhóm hành động đặc biệt mặt nước, cho phép các chỉ huy hạm đội có thể điều hành các hoạt động tác chiến trên biển một cách toàn diện, từ trên không đến mặt nước và dưới nước. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cũng tuyên bố rằng nhóm tác chiến mặt nước này đã tiến hành diễn tập một số năng lực tác chiến như tác chiến trên mặt nước, đối phó với thủy lôi, tác chiến chống ngầm. Việc kết hợp các khả năng của những đội này thành một mối thể hiện cam kết của chúng tôi đối với ổn định khu vực. Khả năng thích ứng của những lực lượng được triển khai là những chỉ dấu rõ ràng về sự hỗ trợ liên tục của Hạm đội 7 đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chỉ huy nhóm tác chiến viện trên 7 Chris Ingham nhấn mạnh thông báo. Từ những cảnh quay về địa điểm tập trận do Hạm đội Thái Bình Dương công bố, có thể thấy quân đội Mỹ đã điều động trực thăng MH-60S và MH-60R trên tàu để thả và vớt tàu lặn tự hành cỡ nhỏ Swordfish. Được biết, Swordfish MK-18-11 là một tàu lặn không người lái do Văn phòng Hải dương học của Hải quân Mỹ phát triển. Nó được chế tạo dựa trên tàu ngầm dân dụng Dreamwood 100 và có thể lặn ở tốc độ 5 hải lý một giờ và độ sâu tối đa lên đến 100m. Tàu lặn tự hành này được trang bị cảm biến nhiệt độ nước, độ đục của nước biển, sonar quét và camera, có thể thực hiện trinh sát, thăm dò, dò tìm, xác định và định vị thủy lôi dưới nước. Các thiết bị này cho phép Swordfish tăng cường trinh sát dưới nước để hỗ trợ đổ bộ cũng như tiến hành hoạt động MCM, bao gồm tìm kiếm, phân loại và lập bản đồ, yêu cầu lại và nhận dạng. Thời gian gần đây, tàu chiến Mỹ thường xuyên hoạt động trên Biển Đông. Theo thông tin từ Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, tàu khu trục USS Pinckney cũng đã hoạt động ở Biển Đông, thực hiện hoạt động tiếp tế trên biển và diễn tập phòng chống cháy nổ. Một tàu khu trục khác của Hải quân Mỹ là USS Milford cũng thực hiện diễn tập phòng chống cháy nổ trong chuyến hành trình ở Biển Đông. Tàu chở tiêm kích F-35 bốc cháy dữ dội, khủng khiếp và tồi tệ nhất lịch sử Hải quân Mỹ. Siêu tàu đổ bộ tấn công USS Bohemi Richard Mỹ đã cháy nổ dữ dội, khiến nhiều tàu chiến sơ tán khẩn cấp. Sau sự cố này, sắp có kẻ phải chịu trách nhiệm. Hải quân Mỹ đã truy tố một thủy thủ phải chịu trách nhiệm do anh này là nguyên nhân gây ra vụ cháy khủng khiếp trên siêu tàu đổ bộ tấn công USS Bohemi Richard theo giờ địa phương khi con tàu này đang neo đậu tại cảng San Diego để sửa chữa. Như vậy là sau một vụ phóng nhầm rocket năm 1967 trên tàu sân bay USS Forrester gây thảm họa kinh hoàng giết chết 134 thủy thủ, Hải quân Mỹ lại tiếp tục phải ôn lại các bài học về kỹ năng chữa cháy, bao gồm cả việc huấn luyện làm cách nào để dập lửa và thay đổi các quy trình cất trữ vũ khí. Theo đó, Hải quân Mỹ tuyên bố rằng một thủy thủ sẽ sớm phải hầu tòa với các cáo buộc gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến tàu đổ bộ tấn công USS Bohemi Richard bị hư hại nặng, đánh dấu một thảm họa cháy tàu hải quân khủng khiếp và tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ ở thời bình.
Sean Morrison, một người phát ngôn của hạm đội 3 Hải quân Mỹ, thông tin với tờ San Diego Union-Tribune cho biết, vừa qua, tòa án quân sự đã truy tố một thủy thủ hải quân buộc phải chịu trách nhiệm với những bằng chứng đã được tìm thấy trong vụ điều tra hình sự về việc đã gây ra đám cháy trên tàu đổ bộ tấn công USS Bahamas Retreat. Thủy thủ này là một thành viên thuộc kíp chiến đấu của tàu đổ bộ tấn công Bahamas Retreat tại thời điểm đó và anh này bị cáo buộc gây ra đám cháy, ông Robertson nói. Tuy nhiên, ông không nêu tên cụ thể của người thủy thủ này. Theo tờ San Diego Union-Tribune, viên thủy thủ nói trên đã bị Hải quân Mỹ tạm giam từ tháng 8 năm ngoái tại căn cứ không quân Miramar của Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ do nghi ngờ có liên quan tới vụ cháy, tuy nhiên không rõ liệu người này có phải chính là người bị buộc tội hiện nay hay không. Vụ cháy được cho là đã khởi phát ở sàn dưới của con tàu trong một khu vực cất chứa xe cộ thường được dùng để bảo quản các phương tiện cơ giới mặt đất trước khi được đưa lên tàu đổ bộ định khí. Những cơn gió ở vịnh San Diego đã khiến ngọn lửa cháy to hơn rồi lan ra các trục thang máy và ống xả. Sau đó, hai vụ nổ càng khiến vụ hỏa hoạn trở nên nghiêm trọng. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng, bao trùm lên gần như toàn bộ con tàu, khiến đám cháy dữ dội này phải mất tới 4 ngày mới được khống chế hoàn toàn. May mắn là không có một ai thiệt mạng trong vụ cháy, nhưng đã có 63 người bị thương. Theo tờ Navitime, nhiệt độ bên trong con tàu đã lên tới 1.000 độ F hay 538 độ C. Ngọn lửa đã phá hủy nặng nề các tầng dưới của con tàu, trung tâm chỉ huy, sàn cất hạ cánh. Ngọn lửa lúc bùng lên, lúc âm ỉ đã khiến các siêu cấu trúc bằng hợp kim bị biến dạng, khiến cấu trúc toàn tàu hư hại nghiêm trọng. Trước khi bị cháy, tàu Bahamas Retreat đã gần kết thúc quá trình nâng cấp ở căn cứ hải quân San Diego, kéo dài 2 năm với chi phí ước tính lên tới 250 triệu đô la Mỹ nhằm cho phép nó có thể làm căn cứ cho các máy bay chiến đấu tàng hình F-35B hoạt động. Có khoảng 160 thủy thủ và sĩ quan có mặt trên tàu khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Theo hãng tin AP, con tàu đã cháy trong hơn 4 ngày, hỏng hóc nghiêm trọng về cấu trúc, điện và cơ học nên buộc phải bị dỡ bỏ. Theo ước tính, Mỹ có thể mất tới 4 tỷ đô la Mỹ để thay thế con tàu này. Siêu tàu đổ bộ tấn công USS Bahamas Retreat mạnh như thế nào? Tàu đổ bộ tấn công USS Bahamas Retreat thuộc lớp WASP, vũ khí trang bị phòng thủ gồm 2 bệ phóng tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-116 Rolling Arifemi, 2 bệ phóng tên lửa C-Sapro, 3 hệ thống CIWS Phalanx, 4 pháo tự động 25mm MK-38 và 4 súng máy 12,7mm BMG. Các tàu đổ bộ lớp WASP có khả năng vận chuyển toàn bộ sức mạnh của một đơn vị lính thủy đánh bộ viễn chinh Mỹ tới vùng chiến sự thông qua trung gian và các xuồng đổ bộ thông thường hoặc máy bay trực thăng. Một đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh gồm 1.687 quân, 5 xe tăng M1 Abrams, 25 xe thiết giáp lưỡng cư AAV, 8 pháo M198, 68 xe tải và tới 12 xe hỗ trợ khác. Đặc biệt, trước đây, WASP còn được biên chế 6 phản lực cất hạ cánh thẳng đứng AV-8B Harry. Tuy nhiên, Harry đã bị thủy quân lục chiến Mỹ loại biên và sẽ sớm được thay thế bằng những chiếc tiêm kích tàng hình F-35B phiên bản cất hạ cánh thẳng đứng với năng lực tác chiến của máy bay thế hệ thứ 5. Tàu đổ bộ lớp WASP hoàn toàn có thể tung những đòn kinh hoàng vào đối phương khi thực hiện nhiệm vụ tấn công. Cơ cấu trên thay đổi trên tàu WASP gồm 42 CH-46 Sea-Knight hoặc 22 MV-22 Osprey. Ở nhiệm vụ kiểm soát biển thì đội bay gồm tới 20 F-35B và 6 SH-60 FHH-60H. Với những thông số như vậy, rõ ràng là tàu đổ bộ này mạnh hơn hẳn so với tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Thậm chí nhiều nhà quan sát cho rằng thực ra tàu đổ bộ lớp WASP là những tàu sân bay trá hình của Mỹ, vừa có năng lực vượt trội nhưng lại ít bị để ý hơn các siêu tàu sân bay hạt nhân. Vì thế, Mỹ có thể âm thầm triển khai gần các đối thủ và tung ra đòn tấn công bất ngờ. Tàu lớp WASP có lượng dẫn nước toàn tải là 41.150 tấn, chiều dài 253,2m, chiều rộng 31,8m, mớn nước 8,1m, thủy thủ đoàn trên tàu hơn 1.000 người, gồm 66 sĩ quan. Hệ thống động lực chính trên tàu LHD-8 gồm 2 động cơ tuabin khí 20 General Electric LM-2500 cho phép tàu chạy với tốc độ lớn nhất 22 hải lý trên giờ, tương đương 41 km/h. Tầm hoạt động tối đa 9.500 hải lý, tương đương 17.600 km khi chạy ở tốc độ 18 hải lý.
Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng chính là thông tin cuối cùng trong bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị vì đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt bản tin. Trước khi rời đi thì quý vị đừng quên nhấn like và đồng thời là chọn đăng ký kênh. Cùng với đó là ấn vào tín hiệu quả chuông để cùng với chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin đáng chú ý diễn ra ở trong ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.